Hà, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô chủ đề 8, đa dạng thế giới sống. Rồi, trước khi sang bài mới thì các em hãy tìm hiểu cho cô ha về quan sát cái hình sau. Các em thấy là một cái cửa hàng sách ha. Khi các em nhìn vô đây, các em thấy là cái cửa hàng này ha thì sắp xếp các loại sách rất là gọn gàng và ngay ngắn. Khi các em vô, các em có thể tìm bất kể một loại sách nào rất là dễ dàng. Như vậy thì ta có thể tìm sách một cách dễ dàng do đã sắp xếp thành từng nhóm khác nhau. Như vậy thì việc phân loại cái thế giới sống cũng vậy ha. Chúng sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu từng loại sinh vật. Như vậy thì phân loại thế giới sống dựa vào những cái tiêu chí nào mà để phân loại được chúng thì các em sẽ đi tìm hiểu cho cô vào bài ngày hôm nay. Đây chính là bài 22, phân loại thế giới sống. Thế giới sống của chúng ta rất đa dạng và phong phú về không những về số lượng loài, số lượng trong từng loài, đa dạng về môi trường sống và đặc điểm của từng loài sinh vật. Như vậy thì việc phân loại thế giới sống là rất cần thiết để chúng ta gọi đúng cái loài sinh vật đó. Như vậy thì việc phân loại thế giới sống cần thiết như thế nào và phân loại thế giới sống là gì, để các em rõ được điều đó thì các em tìm hiểu cho cô phần số 1. Để thấy được thế giới sống của chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú thì các em sẽ cùng quan sát cho cô hình sau. Cái này thì các loài sinh vật chắc các bạn là có thể gọi tên một cách dễ dàng rồi đúng không nào? Rồi bây giờ các em thử gọi tên cho cô nè. Em hãy kể tên một số sinh vật quan sát được ở hình bên. Từ đó hãy nhận xét về thế giới sống được không nào? Các loài sinh vật này chính là vật sống được giờ tạo nên cái thế giới sống của các cái loài sinh vật. Như vậy thì bây giờ các bạn thử gọi tên cho cô và chúng ta kiểm tra nha. Một số các loài sinh vật các em sẽ quan sát cho cô. Thứ nhất là con vọc, thứ hai là con nhện, con rùa, con bướm bướm, con bọ cánh cam, con cá, vi khuẩn, cò, chuồng dày nè, dương sĩ nè, thông nè, cây súng. Các bạn thấy ở đây là cô chỉ liệt kê có 12 loài sinh vật thôi, trong thực tế số lượng của các loài sinh vật trong thế giới sống rất là nhiều các em ha. Rồi các em có nhận xét gì về đặc điểm về hình dạng của những cái loài sinh vật này nào? Chúng có đặc điểm hình dạng là khác nhau, và chính sự khác nhau đó để cho chúng ta thấy được sự đa dạng rồi đúng không nào? Rồi các em có nhận xét gì về môi trường sống của chúng? Có loài thì sống ở trên cạn nè, có loài thì sống ở dưới dưới nước đúng không nào? Rồi như vậy thì các em thấy thế giới sống của chúng ta không những đa dạng về loài, đa dạng về đặc điểm mà còn đa dạng về môi trường sống. Chúng ta sẽ rút ra cho cô một cái nhận xét như sau: thế giới sống đa dạng về số lượng các loài sinh vật, đa dạng về đặc điểm và môi trường sống. Rồi như vậy thì các em thấy ha, số lượng loài trong thế giới sống rất là nhiều đúng không nào? Như vậy thì theo em, thế giới sống có thể được phân loại theo những cái tiêu chí nào? Như vậy thì tại sao người ta có thể xếp sinh vật đó vào đúng cái phân loại? Thì người ta cũng sẽ căn cứ vào một số cái tiêu chí các em. Như vậy thì hãy cho cô biết các cái tiêu đó, tiêu chí đó chính là gì nào. Các em sẽ cùng nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa để các em trả lời cho cô câu hỏi này. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng kiểm tra đáp án với cô ha. Các cái tiêu chí để giúp cho chúng ta phân loại thế giới sống: thứ nhất là các em sẽ căn cứ vào đặc điểm tế bào, thứ hai cấp độ tổ chức cơ thể, thứ ba môi trường sống, và cuối cùng đó chính là kiểu dinh dưỡng. Như vậy thì chúng ta sẽ phân loại thế giới sống dựa vào đặc điểm tế bào, thì cụ thể đó chính là những đặc điểm gì? Đó chính là tế bào đó thuộc nhân sơ hay tế bào nhân thực. Về cấp độ tổ chức cơ thể thì chúng ta có thể phân loại dựa vào cơ thể đơn bào hay là đa bào. Về môi trường sống mà các em rất dễ nhận biết đó chính là môi trường nước, môi trường trên cạn. Về kiểu dinh dưỡng có thể là tự dưỡng hoặc là dị dưỡng. Cô ví dụ như ở cây xanh thì chúng có khả năng tự tổng hợp với chất hữu cơ cho chính nó thì người ta gọi là tự dưỡng. Còn những cái loài sinh vật nó không tự tổng hợp với chất hữu cơ mà nó phải lấy thức ăn dinh dưỡng từ môi trường bên ngoài thì người ta gọi đó chính là dị dưỡng. Rồi từ đó các em hãy nêu cho cô. Như vậy thì việc phân loại thế giới sống dựa vào những cái đặc điểm trên để sắp xếp chúng vào đúng cái vị trí bậc phân loại thì cái đó gọi là phân loại thế giới sống. Thì các em hãy cho cô biết xem nào, phân loại thế giới sống là gì, nhiệm vụ của phân loại thế giới sống.
Phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo một trật tự nhất định dựa vào đặc điểm cơ thể. Và nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại. Và việc phân loại thế giới sống là rất cần thiết. Vì sao vậy? Vì thế giới sống của chúng ta vô cùng đa dạng và phức tạp. Việc phân loại thế giới sống giúp chúng ta gọi đúng tên sinh vật, đưa sinh vật vào đúng nhóm, phân loại, nhận ra sự đa dạng của sinh giới. Nội dung của tiết 1 chúng ta tìm hiểu sẽ dừng ở đây. Tiết sau các em sẽ đi tìm hiểu cho cô các bậc phân loại của sinh vật ở hình 22.2. Và các em sẽ sắp xếp cho cô các bậc phân loại từ thấp đến cao nha. Rồi hãy sắp xếp các bậc phân loại của loài gấu đen châu Mỹ cho cô. Rồi, cô chúc các bạn học tốt.